Ok mọi người ơi, hôm nay mình sẽ gửi cái vạn túy. Cái đây cái vạn túy nha mọi người ơi. Đó. Cây này rất là đẹp. Cái này nếu mà nó ra hoa là nó có lộc kia mọi người. Là nhà mình phát tài, phát lộc. Quan điểm là thế, người xem hay không. Đó. Hai cây mọi người ạ. Mình trồng hai cây. Mỗi cây mua 150, tổng cộng là 300.000. Mọi người đến cấp chưa? Vạn túy sinh năm à, mình trồng tới lúc mình vừa mới cái xây nhà này 2023. Đó mọi người ạ. Cây này ấy, nếu mà ai mà trồng nó ra quả à, ra hoa ấy mọi người, nhà đấy rất là nhiều lộc. Cây này có hai nhánh luôn này, cây này có hai nhánh, cây kia thì một nhánh. Đó. Mọi người mà thấy video của mình hay nhé, cho mình xin follow nha mọi người. Đây. Hai cây ba chồi. Ba chồi. Rất là đẹp. Cái này mình nhập từ bên Thái Lan về. Mất 20 triệu một cây. Mọi người tới video của mình ngay, hãy cho mình một đăng ký kênh nha mọi người ơi. Tạm biệt tất cả mọi người.